Và bây giờ là quý vị đang xem là Thánh Quẩy Cường Nguyễn. Anh hôm nay đang rất tự tin và khoe thân hình tấm múi vào ngực 90 của anh. Vâng, anh hôm nay chắc quý vị và các bạn cũng thấy anh đang đi giày không tất thà đi chân đất còn hơn. Đấy, một tất một không. Đấy là phong cách cá nhân của anh. Anh thích lôi thôi, thích lấy thách. Đấy, bởi vì anh thích làm cái bang. Đấy, Thánh Quẩy Cường Nguyễn. Anh đang đang múa với chiếc siêu xe của anh. Vâng, rất hay. Rất đỉnh cao Thánh Quẩy Cường Nguyễn. Úi dồi ôi, đến con khỉ nó cũng... Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, khỉ nó cũng nhe răng nên nó cười. Úi dồi ôi. Thế cơ á? Vâng, rất hay. Anh đang đứng trước một hình 3D. Một hình 3D đấy chỉ có ở đẳng cấp là mãi mãi. Vâng, Cường Nguyễn chào khán giả. Vâng, vỉa chai lì thật là manly của anh.